Ten ten ten, có bạn nào muốn ăn kẹo của nhà chị đi đi không nhỉ? Một gói kẹo rất là đáng yêu và ngọt ngào đấy. Hôm nay, chị đi đi sẽ hướng dẫn chúng mình làm gói kẹo này nhé. Chúng ta cần chuẩn bị bút màu, bút chì, bút dạ, keo, kéo, thước kẻ và giấy A4. Đầu tiên, chị sẽ gấp đôi tờ giấy A4 lại. Tiếp theo, chị chia tờ giấy ra làm 3 đoạn 5,5 cm, 7 cm, 5,5 cm. Chị gấp theo 3 đoạn đã chia như trên màn hình nhé. Chị chọn màu hồng làm nền cho gói kẹo. Để gói kẹo được nổi bật, chị chọn màu hồng đậm để làm viền đấy. Một gói kẹo dâu với hình gấu dễ thương. Chị vẽ thêm một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa và một tích chữ. Em cùng chị BB tô điểm màu sắc nào. Chị dán viên cho gói kẹo. Tô điểm một đường màu hồng che đi nếp dán nhé. Để gói kẹo hoàn chỉnh, chúng ta cắt đường viền nào. Các em cùng cắt đường chéo nhỏ đan nhau nhé. Chị đố các em biết gói kẹo của chị còn thiếu gì nhỉ? Đó là những gói kẹo nhỏ đấy. Các em cùng làm tương tự như gói lớn nhưng với chiều dài và chiều rộng nhỏ hơn nhé. Chị sẽ làm chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm đấy. Vậy là chị đã hoàn thành xong gói kẹo của nhà DB Channel rồi. Chúc các em làm được thật nhiều kẹo nhé. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em.